Trạng thái số 4 đó là hai người vẫn đang chung sống ở với nhau. Tuy nhiên, một người muốn ra đi, một người muốn rời bỏ, còn một người không muốn rời bỏ. Một người thì muốn chia tay, một người thì rất khó chịu, cau có, bực bội người kia. Trong khi người còn lại thì vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm, vẫn muốn hàn gắn, vẫn muốn xây dựng mối quan hệ, vẫn muốn là gì ạ, là quay trở lại như ngày xưa và cố gắng nỗ lực. Đấy, vẫn còn tiếp tục cố gắng nỗ lực. Thì đây là cấp độ số 4. Cấp độ số 4 tức là một trong hai người muốn rời bỏ, ra đi, không muốn tiếp tục, còn một người thì vẫn muốn tiếp tục. Đúng không ạ? Đây là giai đoạn số 4. Giai đoạn này nó là giai đoạn tiền đề của giai đoạn số 3. Đấy, cấp độ này là cấp độ tiền đề cấp độ số 3. Tức là gì ạ? Là hai người, một trong hai người vẫn cố gắng, tuy nhiên đến lúc mà họ không cố được nữa thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ chuyển xuống giai đoạn số 3.